Xin chào các bạn, lại là Linh đây và chào mừng tất cả các bạn chúng ta đã quay trở lại với chương trình review các sản phẩm điện gia dụng của nhãn hàng Robot. Và thưa các bạn, khi mà chúng ta nhắc đến Robot thì chắc chắn là cái tên này không còn xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam vì đã có mặt trên thị trường trong và ngoài nước với hơn 20 quốc gia trong 30 năm qua với ngành thiết bị điện và cùng với khẩu hiệu vô cùng quen thuộc của Robot đó chính là an toàn điện. Và sau nhiều năm nghiên cứu thì Robot cũng đã cho ra dòng sản phẩm máy lọc nước thế hệ mới và được các chuyên gia đánh giá là an toàn, tốt cho sức khỏe. Và các bạn có biết không, nước ion kiềm từ mức 1 cho đến 3 thì có độ pH là 8.5, 9 chấm và 9.5 thì có thể sử dụng để uống trực tiếp hoặc là nấu ăn hàng ngày. Và khi mà uống nước kiềm thì sẽ giúp cho chúng ta có thể cải thiện về triệu chứng liên quan đến với các hệ tiêu hóa như là khó tiêu nè, axit dạ dày cao hoặc là tiêu chảy. Vì hầu hết các loại sản phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày thì đều mang tính axit nên khi uống nước kiềm thì sẽ giúp cho chúng ta có thể trung hòa lượng axit này. Do vậy, chúng ta sẽ hấp thụ tốt hơn, cải thiện sức khỏe cũng như là đào thải các chất độc hại tốt hơn. Vì vậy, nước ion kiềm ở mức 1, 2, 3 thì sẽ rất là phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và nếu như các bạn là những người chưa có thói quen uống nước kiềm thì nhà sản xuất cũng đã khuyến cáo là chúng ta nên bắt đầu làm quen ở mức kiềm 1 trước khi tăng lên nhé. Riêng ở mức 4 và 5 thì chúng ta không nên sử dụng uống nhưng vẫn có thể sử dụng để nấu ăn và đặc biệt là ngâm rau củ quả hoặc là cắm hoa. Ở trong hai mức kiềm này thì hoa quả cũng sẽ được giữ từ lâu hơn. Còn đây thì sẽ là nút chọn nước axit và chúng ta cũng sẽ có 3 mức. Khi chọn nước axit thì máy sẽ có chức năng đó là cảnh báo, hiển thị trên màn hình và phát ra âm thanh cảnh báo không được uống. Đang chọn nước axit mức 1, chú ý không được uống. Vì đối với nước có tính axit thì chúng ta tuyệt đối không được uống, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ sử dụng để diệt khuẩn như là dùng để rửa rau nè, củ quả nè, hoặc là khử khuẩn các món đồ chơi của trẻ em, hoặc là loại bỏ các chất độc hại trên thực phẩm. Đối với các bạn nữ thì Linh cũng xin bật mí một chút xíu nè, là khi mà chúng ta sử dụng nước có tính axit thấp này để rửa mặt thì rất tốt cho làn da của chúng ta đó nha. Đối với Linh thì Linh thấy rằng da của Linh sau khi mà sử dụng thì rất là tươi tắn cũng như là hồng hào hơn. Và đặc biệt là do sau khi sử dụng nước điện giải, các cụm phân tử nước cũng nhỏ đi gấp đôi, cho nên là có thể thấm sâu vào các lỗ chân lông, giúp đánh bay các tế bào chết, bụi bẩn cũng như là giảm hẳn các triệu chứng viêm da, nổi mụn rồi đó các bạn. Và nếu như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đầu tư ngay cho sức khỏe của mình cũng như là cho cả gia đình của mình với chiếc máy lọc nước điện giải Robot thế hệ mới nhất. Và nếu như các bạn chúng ta muốn có thêm với những thông tin về sản phẩm này, đừng ngần ngại, hãy truy cập vào website www.robot.com.vn hoặc là liên hệ theo số hotline 1900 636752, sẽ có các tư vấn viên hỗ trợ cho tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nhé!